Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đó, thì như đoạn vừa bạn đầu mình giới thiệu ấy, thì ở đây là một con bọ ngựa xanh, một con bọ ngựa xanh các bạn nhé. Thì đó, đây là một con bọ ngựa mà mình đang cầm trên tay này, là một con bọ ngựa cái. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về con bọ ngựa này. Thì đây là một dòng bọ ngựa rất là phổ biến ở Việt Nam mình rồi. Loại này là loại rất là phổ biến, loại thông dụng đấy. Thì ở Việt Nam mình cũng có khá nhiều cái loại loài bò ngựa khác nhau. Đấy, thì nó có cả bọ ngựa hoa gai này, bọ ngựa mặt quỷ, mặt hề này. Nó rồi bọ ngựa hoa phong lan nữa. Thì nói chung là có khá nhiều loại, rồi có một loại bọ ngựa thủy tinh. Đấy, thì những loại đấy thì nó số lượng nó ít hơn. Chỉ có con bọ ngựa xanh này, loại thường này thì là số lượng nó khá là đông đảo. Đấy, thì ở trong giới côn trùng sâu bọ, thì trong giới động vật nữa, thì cái con bọ ngựa này được coi như là một võ sĩ. Đấy, bởi vì cái tư thế đứng của nó khi mà giao đấu với lại con khác này, hoặc là khi mà nó rình để nó săn mồi ấy, thì cứ tư thế của nó y như là một võ sĩ vậy. Thì để lấy cảm hứng từ cái con cái tư thế động tác khi mà săn mồi và khi đánh nhau của con bọ ngựa này, thì người Trung Quốc họ đã sáng tạo ra một môn võ thuật có tên là Đường Lang Quyền, có nghĩa là võ bọ ngựa đấy. Đó. Thì cái vũ khí chủ yếu mà con bọ ngựa nó sử dụng khi mà để bắt mồi hoặc là khi mà đánh nhau chống lại kẻ thù á, thì nó sử dụng chủ yếu là ở hai cái cặp chân phía trước, cái chân kiếm đấy. Như một cái kiếm, như một cặp kiếm, hai cái chân phía trước của nó, chân ở phần đầu của nó như là một cặp kiếm. Vừa có móc lại có cái lưỡi răng cưa nữa. Rất là sắc nhọn. Đây, mình sẽ chỉ các bạn đây này, đó. Thì cái cặp kiếm này của nó có tác dụng mà khi mà nó quắp vào con mồi, nó sẽ giữ chặt và nó kẹp và nghiền nát con mồi ra trước khi nó ăn. Đấy. Đấy, thì đây là một con bọ ngựa cái. Thì trong giới động vật thì con bọ ngựa cái này được coi như là một sát phu, có nghĩa là các loại động vật khác ấy, thì khi con đực giao phối xong ấy, thì nó sẽ tách ra. Mỗi con sẽ đi một hướng, hoặc là có thể cặp đực cái sẽ cùng nhau nuôi nuôi con hoặc chờ trứng nở gì đó để cùng nuôi. Nhưng mà đối với loại bọ ngựa này thì hầu hết các bạn nhé, mình nói là hầu hết chứ không phải là hoàn toàn hết, nghĩa là đa số thì sau khi giao phối xong thì con bọ ngựa cái nó sẽ ăn thịt con bọ ngựa đực. Thì cái mục đích ăn thịt con bọ ngựa đực của con bọ ngựa cái thì nó cũng chỉ là nhằm mục đích là để bổ sung thêm cái chất dinh dưỡng để mà con cái nó sẽ đẻ trứng thôi, để bổ sung chất dinh dưỡng cho con cái để nó nuôi trứng, sau đó nó đẻ trứng. Đây cũng kiểu như là một dạng hình thức gọi là gì nhỉ? Đối với người thì hình thức gì nhỉ? À, hy sinh đời bố để củng cố đời con ấy. Đó. Thì bọ ngựa đây cái tập tính mà ăn thịt con đực của con cái này nó cũng na ná như vậy, nghĩa là con đực sẽ dùng tính mạng của mình để bổ sung dinh dưỡng cho con cái, để giúp con cái nuôi những cái quả trứng phát triển tốt để mà đẻ ra, để cho được những cái lứa con non đời tiếp theo nó khỏe mạnh. Đó, thì đây cũng coi như là một sự hy sinh cao cả đi đấy. Tính ra thì những con bọ ngựa này nó khá là hiếu chiến. Đấy. Rồi mình sẽ cho lên tay này. Khá lị. Các bạn nhìn xem này. Đó nè. Mình cầm nó. Nó giơ tay ra. Nó giơ hai cái càng kiếm của nó ra. Nó rất là hung hăng nha. Đó. Sẽ đặt lên tay này. Yeah. Bọ ngựa này nó rất là hung hăng. Nó kẹp cũng khá đau đấy. Đây là một... con này nó cũng có kích thước trung bình thôi, không được to lắm. Chứ nếu mà nó to thì nó dùng hai thanh kiếm này nó quắp vào tay mình thì cũng khá là đau đấy. Thì
được cái là dòng bọ ngựa này nó không có nọc độc, nó săn mồi chỉ sử sử dụng chủ yếu dựa vào cái cặp chân kiếm của nó thôi. Đấy. Thì nếu mà các bạn muốn hen nó trên tay thì cũng đơn giản thôi, bởi vì nó không có gây nguy hại gì cả. Nếu các bạn làm từ 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 thì nó cũng không làm các bạn bị thương đâu. Đấy. Được chưa? Rồi, ok. Thì đây là cái video mình giới thiệu sơ qua về con bọ ngựa này cho các bạn biết thôi. Đây nó là một loài bọ ngựa xanh thông dụng ở Việt Nam mình rồi, nó không có gì là đặc biệt lắm. Nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái loài bọ ngựa này thì các bạn có thể lên trên mạng, hoặc là các bạn tham gia cái hội bọ ngựa đấy. Thì trong cái hội bọ ngựa nó có rất là nhiều mem, người ta rất là nhiều user, người ta biết rõ hơn về các loại bọ ngựa, tập tính cũng như là phương thức sinh sản, rồi tên khoa học đầy đủ, thì người ta sẽ biết rõ. Còn mình đây là mình chỉ giới thiệu tương đối sơ qua về một loài bọ ngựa màu xanh của Việt Nam mình thôi. Cũng có một loại bọ ngựa nữa màu xanh, nhưng mà cái ở cái phần cổ của nó bành ra như là kiểu cái rắn, con rắn hổ mang ấy. Thì trong giới chơi bọ ngựa người ta gọi nó là con bọ ngựa hổ mang. Đấy. Nghe tên cũng hổ báo đúng không các bạn? Đấy. Đó, đây là võ sĩ bọ ngựa. Đó. Đó thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn coi mà thấy nó hay, nó ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một lượt like để tương tác. Nhớ subscribe kênh để giúp kênh mình phát triển các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.